em ấy như kiểu anh khả cái thằng nhỏ là vẫn vẫn có biết biết cho như chân đạt mới dầm vô là như anh nhìn không từ lưng ngắp cạch như ấy còn chấn đi này bình thường mà hú nhìn nhẹ chứ mà hú cao đó gió gió quá bên tê nói là không hút à hút tản không dài rồi mà anh thân tự nhủ mà thôi cứ anh Tấn đẹp lắm rồi không nít cứ anh Tấn vẫn đẹp hơn chuẩn luôn có lẽ mà anh Tấn giao cho cái thước cũng thước người anh Tấn đấy mấy nó đều lắm còn để cười mẹ này gì con này còn nó cục xí cái đi đứng một kẹo nữa không kẹo quá cái có đủ sức không? Ừ. Tha nói như cái con đã yếu rồi. Nhìn này được thôi mà thôi. Thôi đã không thể vài nó đi đó. Cục sẽ rùa đi thì không đến nữa thôi. Nửa lấy cái nửa mà ta chẻ bỏ trong bạt thế, bỏ trong bạt mà chẻ mà đến mưa phải. Ừ. Cục sẽ rùa đi. Cục sẽ rùa được không rinh cái bạt mà chẻ. Tại kêu ní kêu nói lỡ rồi đó. Nói bụi nặng sâu năm ở dưới lá phun được chẳng chẳng sạch được á nửa hai anh em kéo cái phạt này là được cần được chưa được rồi gạt được không gạt được kẹo phạt lên mượt mà tôi nhỏ nhỏ cũng nếu mà hẳn đều cả là được gạt lại phạt lên được ố như là băng nhất rồi đó thôi chúng gì là đẹp đó tầm như là đẹp tầm như là đẹp nhất trong tất cả các khối đồ luôn đó được á à, Tấn á à, kéo cái phạt này được. Không tưới được nửa hay nóng đều hả dạ có cái liêm này chứ cậu quạt chứ